Em chào thầy và các bạn, em đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên. Em xin trình bày về khí go exercise. Trước khi đi vào tìm hiểu cách tập động tác khí go, ta cần biết bài tập khí go là gì. Bài tập khí go là hoạt động thể chất có mục đích tăng cường sức khỏe, dẻo dai cho cơ sàn chậu và hỗ trợ các cơ quan sinh dục cho cả nam và nữ. Vị trí cơ sàn chậu mỗi người phải tự cảm nhận được nếu muốn tập được động tác khí go. Về mặt giải phẫu, cơ sàn chậu nằm ở dưới cùng của vùng chậu, giữa hai chân ở vùng thắt lưng có vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ ruột, ống niệu đạo và bàng quang. Cách tập luyện cũng không phức tạp. Đối với nam, để thực hiện các bài tập khí go, đầu tiên bạn cần phải xác định vị trí cơ sàn chậu bằng cách dừng tiểu trong khi đi tiểu. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng một cách khác liên quan đến việc tưởng tượng rằng bạn đang dừng việc xì hơi mà không làm chặt bụng và hông. Sau khi bạn đã xác định được vị trí cơ này, bạn thắt chặt các cơ trong 10 giây và sau đó thả lỏng chúng và lặp đi lặp lại động tác 4-5 lần, 3 lần một ngày. Đối với nữ, để tập bài tập này, trước tiên bạn cần phải xác định vị trí cơ sàn chậu. Hãy thử ngừng tiểu khi bạn đang đi tiểu. Dòng nước tiểu ngưng nhờ vào cơ sàn chậu khép chặt lại. Khi tập khí go, bạn cần thắt chặt nhóm cơ này và giữ như vậy ít nhất 5 giây. Sau đó bạn nên lặp lại động tác này 4-5 lần liên tiếp. Bài tập này có thể dễ dàng tập ở bất cứ lúc nào và tập ở mọi nơi. Tốt nhất là mới khởi đầu bạn nên tập khi đang nằm xuống. Bài tập khí go mang lại rất nhiều lợi ích. Bài tập giúp cơ vùng đáy chậu khỏe mạnh, giúp nhóm cơ này thực hiện tốt chức năng nâng đỡ các tạng. Bài tập khí go hỗ trợ cho đại tràng, bàng quang, giúp chúng ta tránh khỏi tình trạng sóng phân hay tiểu không tự chủ. Ngoài ra, với những giới tính khác nhau thì bài tập sẽ có những tác dụng khác nhau. Đối với nam, bài tập khí go giúp tăng cường chức năng sinh lý, giải quyết vấn đề rối loạn cương dương và trì hoãn xuất tinh sớm. Các bài tập khí go cũng giúp hồi phục và làm cơ sàn chậu khỏe lên sau các phẫu thuật cắt bỏ tiền liệt tuyến, các bệnh lý như đái tháo đường, bàng quang tăng hoạt. Đối với nữ, thực hiện các bài tập khí go giúp cải thiện sinh lý, thu nhỏ âm đạo, hỗ trợ chữa sa tử cung, giúp việc sinh thường dễ hơn, ngăn ngừa tình trạng mất kiểm soát đường ruột, giảm nguy cơ rò rỉ đường tiết niệu. Do đó, việc tập khí go là cần thiết để giúp cơ âm đạo phụ nữ lấy lại sự săn chắc và khỏe mạnh nhanh chóng, đặc biệt là bài tập khí go cho bà bầu sau sinh. Một số lưu ý khi tập. Trước khi tập nên đi vệ sinh để đảm bảo bàng quang trống rỗng. Chú ý nhịp thở, điều hòa hơi thở trong khi tập để có thể ép cơ chậu tối đa. Hãy duy trì tần suất tập ở mức độ vừa phải và nhẹ nhàng, sau đó tăng dần cường độ sẽ mang lại hiệu quả lớn nhất cho bạn. Duy trì sự tập trung tuyệt đối khi thực hiện bài tập khí go. Nếu gặp vấn đề trong khi thực hiện bài tập khí go, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp từ bác sĩ hoặc là chuyên viên tư vấn sức khỏe. Họ sẽ giúp bạn xác định đúng và làm cho cơ sàn chậu khỏe lên. Đó là toàn bộ phần trình bày của em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.